Sáng ngày 15 tháng 4, lực lượng chức năng đang khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân nam thanh niên tử vong tại công trình làm đường 72 m, đại lộ Vinh cửa lò, đoạn qua xã Nghi Phong, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An. Sáng cùng ngày khi một số người dậy đi tập thể dục thì thấy một nam thanh niên nằm gục dưới hố công trình. Cạnh đó là chiếc xe máy bị hư hỏng phần đầu. Nam thanh niên tử vong được xác định là anh T, 20 tuổi, quê xã Hưng Trung, huyện Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An. Vị trí nam thanh niên gặp nạn là công trình ngầm đưa hệ thống điện, mạng viễn thông nằm dưới đường đang được thi công. Hố này sâu gần 3 mét đã được đóng cọc sắt, đổ bê tông vừa mới được xây dựng được 3 ngày qua. Người dân địa phương cho hay do đoạn đường đang làm nên hệ thống điện chưa hoàn thiện. Trong khi đó, đại diện nhà thầu là công ty cổ phần xây dựng Tân Nam cho biết khu vực này đã được lắp đầy đủ hệ thống cảnh báo an toàn. Dự án đại lộ Vinh Cửa Lò 72m nối thành phố Vinh và thị xã Cửa Lò dài hơn 11km có hai giai đoạn thi công. Tổng mức đầu tư hơn 4.000 tỷ đồng. Hiện dự án đang triển khai giai đoạn 2, mở rộng, nâng cấp.